Chào bạn, thì mình làm cái clip này là để mình chỉ cho các bạn cách mà chỉnh lại cái lưỡi nha. Các bạn hớt thì có vẻ là nó không ăn tóc hoặc là nó ăn tóc không có đều. Thì một trường hợp xảy ra đó là nó bị lệch cái lưỡi này thôi. Cái lưỡi này nó bị lệch nè. Cái lưỡi Mỹ á, lưỡi của những tông đao Mỹ á, đặc biệt nó được cấu tạo từ một chất thép tốt. Nên có việc mình lục hay là lưỡi mà nó cắt không ăn á thì nó rất là khó. Bởi bản thân những con này nè, các bạn cắt lâu lắm nó mới lục, mà đi mài lại á, những người thợ cũng rất là cực khổ mới mài được những con này đó. Rồi bây giờ mình chỉnh cho bà chỉ với bạn ha. Sau có hai ngóc nè, các bạn tháo nó ra. Trong quá trình vận chuyển á thì nói chung là nó không có năng niu cái hàng mình lắm, các bạn cũng biết rồi, mấy bên vận chuyển nó không có hề năng niu của cái hàng của mình lắm. Nên đôi lúc nó bị lệch là cũng bình thường thôi, nên cứ bình tĩnh không sao hết. Các bạn tháo cái bộ lưỡi này ra nè, đó, như thế này nha. Bằng vệ sinh sạch cái này đó, quét cho nó sạch hết cái này đi. Lưỡi cũng vậy, lưỡi nè, quét sạch hết đó, quét cho nó sạch tóc ở trong này ra nha. Rồi mình chỉ cho các bạn lau cho nó sạch đi. Đây cũng sẵn đây cũng nói luôn các bạn là trường hợp mà lưỡi nè, các bạn thấy nó có những cái vết sắc không đó, lưỡi tông đơ Mỹ về Việt Nam lúc nào cũng bị sắc, 100 con là hết 100 con đều bị sắc hết, rỉ sắc hết ha. Các bạn đừng có lo, đừng có đem cái lưỡi bị sắc mà dục nha. Bởi vì sao? Cấu tạo thép của lưỡi này rất là tốt đó, chỉ cần đem đánh bóng lại là xong. Nên đừng có thấy mà bị rỉ sắc mà đem dục nha, rất là uổng bùa lưỡi. Bùa lưỡi này rất là đắt giá, đắt tiền lắm luôn á. Ít nhất bùa lưỡi này nó phải bằng khoảng chừng 1/3 đến 1/4 của con tông đơ này á, nên đừng có mang giật nó. Rồi các bạn lau sạch rồi, gắn ngàm vào, gắn luôn ngàm nè, gắn cho nó khít ha, để thấy nó không rớt là nó khít rồi đó. Rồi áp cái lưỡi lên. Cái này bước này thì đơn giản thôi, không có gì khó hết. Bạn lắp ốc vào nha. Các bạn nhớ một điều là dặn, đừng có dặn chết. Đừng có dặn chết nha. Dặn cho nó gá thôi, để mình còn điều chỉnh nữa. Điều chỉnh lưỡi này phải nói là một cái điều chỉnh mà phải có những người nào thật sự biết mới chỉnh được. Hả? Còn không có thì các bạn cứ xem clip hướng dẫn của mình chỉnh cho. Bởi vì sao? Các bạn chỉnh á, thứ nhất là cái lưỡi đây nè, nó bị lệch á thì nó khác không ăn tóc. Các bạn kéo cầm lên nè, cái lưỡi đây mà nó lên cao hơn cái lưỡi dưới á, cắt nó phạm vào da rất là đau. Nó bằng luôn như thế này nè. Tùy theo chỗ mà chúng ta hớt ví dụ như sau đó cũng vẫn bị cắn vô da đầu rất là đau. Kéo cần lên nha, đó, muốn chỉnh là phải kéo cần lên sát hết đúng không. Dùng ngón tay dưới nè điều chỉnh. Rồi các bạn điều chỉnh, các bạn thấy bạn nhấn cho nó bằng nè, đầu tiên nó phải bằng trước rồi đó. Đó. Lưỡi trên lưỡi dưới nó bằng thì nó tạo ra một cái độ bằng nè. Đó. Cắt tóc nó không có bị chỗ đứt chỗ không đứt. À, phải không? Bằng trước nha. Rồi. Chúng ta siết nhẹ lên cái nữa. Rồi chúng ta siết nhẹ lại nhưng mà đừng siết chết nha. Chúng ta còn điều chỉnh. Đó. Rồi cái công đoạn khó nhất là công đoạn này. Cái công đoạn này thì bộ các bạn chuẩn tay một chút xíu ha. Đây nè, các bạn kéo nhẹ cần một xíu. Đẩy cái lưỡi lên. Đó. Rồi các bạn kéo hết cần lên nè. Kéo hết cần lên nha. Thấy cái lưỡi trên nó nằm dưới xuống dưới cái lưỡi dưới chưa? Các bạn điều chỉnh. Nè các bạn thường các bạn để ngón tay phía dưới đây nè. Đó, thì các bạn chỉnh nó sẽ chuẩn hơn. Rồi bắt đầu nhìn. Các bạn nhìn thử cái lưỡi trên nó xuống một chút xíu. Nhưng mà giữa hai bên nó bằng. Mình chỉ cái bằng canh nè. Cái bằng canh nó chỗ này nè. Cái đầu này với cái đầu này là một nè. Còn hai cái đầu nè. Các bạn thấy cái lưỡi trên á, nó nằm xuống dưới hai cái đầu nè. Nó bằng nhau rồi. Nhẹ nhàng thôi cho để nó xê xịt ha. Đó. Siết chặt nó lại. Siết là siết đều hai bên nha. Các bạn siết đều hai bên nha. Đó. Các bạn đừng có xíu một bên, xíu đều hai bên ha. Đó.
rồi xếp đều hai bên đó. Như vậy nè, như vậy là vẫn bị lệch này các bạn à. Đó mà điều chỉnh lưỡi này rất là khó chứ không phải là dễ. Nhìn thì thấy nó bằng nhưng mà thật ra vẫn bị lệch một chút xíu. Chúng ta là tháo ra lại đó, phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần lắm mới biết được là nó bằng hay là nó bị ấy, nó bằng hay nó bị lệch. Chắc ai nhất là cầm ngón tay vô, nó chậm vô, đè ngón tay vô để cho nó khỏi chạy. Rồi chiếc lưỡi này mình đã điều chỉnh cho nó bằng rồi nè, các bạn thấy nè. Đó, để mình làm cho nó rõ rõ xíu cho các bạn thấy ha. Đó các bạn thấy chưa, nhìn bên này nó xuống một chút xíu, bên này nó xuống một chút xíu, nó bằng hết ha, nó bằng nhưng mà nó vẫn xuống một chút xíu để cắt khỏi nó bị dính vô da đầu. Chế lưỡi này nó rất là bén nha, các bạn mà để lên trên hoặc là để bằng á, cắt nó dễ cắn vô da đầu lắm, chảy máu đó như thế này. Rồi sau đó làm gì, nhỏ cho nó một tí dầu. Rồi nhỏ cho nó một tí dầu ha, nhỏ vô đây nè, một góc này nha, chính giữa một cái nè, một giọt nè, bên cạnh này một giọt, nghiêng lại nhỏ qua bên một giọt nữa, tổng cộng là năm giọt nha các bạn. Các bạn kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống để dầu nó vô. Sau bắt đầu cắm điện vào, các bạn cắm điện vào cho nó chạy một đoạn, chạy một lúc hả, cắm điện vào cho nó chạy một lúc rồi thì cái lưỡi chúng ta nó ok. Các bạn cắt thử coi nó sẽ ngọt hay không. Nó bị lệch cái lưỡi nè, các bạn coi nha, chú ý nha, phải điều chỉnh lại rất là nhiều lần nó mới bằng được. Đó, canh đó, canh nó nè, lưỡi trên nó xuống dưới, lưỡi dưới một chút xíu đó, bằng hết tất cả hai bên thì chúng ta ủi tóc đi á, nó sẽ đứt đều hết chứ không mà nó bị lệch đó là cái chỗ đứt chỗ không, chỗ đứt chỗ không. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại.